chuyện tình buồn của ông vua không ngai Thành Được và sầu nữ Úc Bạch Lan. Tình duyên đào kép thường đến rồi đi, xung vầy rồi lại chia biệt, không thể đổ lỗi do ai, vì ai, mà chỉ nên xét về mặt hiệu quả của nghề hát. Cuộc tình giữa ông vua không ngai Thành Được và sầu nữ Úc Bạch Lan đình đám làng cải lương Việt Nam những năm 60 đã để lại cho đời nhiều vai diễn hay, nhiều bài ca cổ bất hủ cùng năm tháng, bởi trong lời ca dạt dào tình cảm có phần đời của chính họ. Chàng kép chánh diễn không lương. Nghệ sĩ Thành Được tên thật là Châu Văn Được, sinh năm 1938 tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, cha mẹ là phú nông, có ruộng vườn tại xã Nhân Mỹ, Kế Sách. Thành Được học xong tiểu học tại huyện Kế Sách, rồi theo cậu ruột của ông là bầu gánh hát cải lương Thanh Cần để học hát. Gánh Thanh Cần là một gánh hát trung ban, chuyên diễn ở các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ. Thành Được nhờ có giọng ca tốt, sắc diện đẹp trai, lại được diễn trên sân khấu nhà, nên nhanh chóng trở thành kép chánh, được khán giả Hậu Giang ái mộ. Tuy ông là kép chánh, nhưng vì là cháu của bầu gánh, nên Thành Được không được lãnh lương như bao nhiêu đào kép khác, mà chỉ có tiền cà phê, cà pháo và tiền của khán giả cho. Nhớ thời đó, gánh hát Thanh Cần di chuyển bằng ghe, có đò máy vòng và ông Hai Sang, chủ đò máy, cũng đồng thời là người bán vé hát. Ông đã giúp Thành Được bằng cách chen lẫn trong hàng khán giả, tới màn Quách Hải Thọ đi xin ăn, đờn rau buồn. Thành Được ca bản Hoài Tình thì ông làm cò mồi, quăng một cắt bạc lên sân khấu. Thấy vậy, mấy bà già cũng bắt chước quăng lên và mỗi đêm ít nhất cũng được 15 đồng. Thời còn xài tiền xu, tiền cắt mà được 15 đồng thì thật là quý. Năm 1954, ông Hai Sang, chủ đò máy, làm trung gian điều đình với gánh Vĩnh Viễn của bầu Ba Cầm để Thành Được cộng tác với hợp đồng đàng hoàng, chứ không phải hát không lương như gánh Thanh Cần của người cậu. Chàng nghệ sĩ nổi tiếng chịu chơi. Năm 1957, khi bộ tứ bầu gánh Kim Thanh, Úc Trà Ôn, Kim Chưởng, Thúy Nga, Thanh Tao, Rã Phần Hùng giải tán đoàn cải lương Kim Thanh, Úc Trà Ôn, nữ nghệ sĩ Thúy Nga quy tụ một số nghệ sĩ cũ của Kim Thanh thành lập đoàn Thúy Nga, Phước Trọng. Trong thời gian hát cho gánh Vĩnh Viễn thì đoàn Thúy Nga mời nghệ sĩ Thành Được làm kép chánh với hợp đồng 150.000 đồng trong 2 năm. Vở tuồng khai trương của đoàn cải lương Thúy Nga, Phước Trọng là vở Ngưu Lan Chức Nữ của soạn giả Kiên Giang. Thành Được thủ vai Ngưu Lan, nữ nghệ sĩ Bích Sơn vai Chức Nữ. Vở tuồng chỉ đạt được sự thành công tương đối. Sau đó, gánh Thúy Nga giao cho ông vai kiếm sĩ Tô Điền Sơn, tức vai chánh trong tuồng Khi Hoa Anh Đào Nở của soạn giả Hà Triều Hoa Phượng. Nhờ vai trò này mà Thành Được nổi tiếng, đêm nào mở màn cũng chật rạp. Bà bầu Thúy Nga đã mua cho Thành Được chiếc xe Hoa Kỳ hiệu NAS mang số NBV575, chiếc xe hơi đầu tiên của chàng nghệ sĩ mà về sau ngoài việc nổi tiếng ca hay, diễn giỏi trên sân khấu, lại còn nổi tiếng chịu chơi mà chơi xe là số 1. Hồi đó, trong sinh hoạt cải lương, giới báo chí kịch trường mệnh danh sự thành công của đoàn cải lương Thúy Nga, Phước Trọng là một hiện tượng đặc biệt. Trước nhất là hai soạn giả trẻ Hà Triều, Hoa Phượng, mới có đôi ba tác phẩm đầu tay đã thành công rực rỡ với vở Khi Hoa Anh Đào Nở. Hiện tượng thứ hai là sự xuất hiện của kép trẻ Thành Được, một giọng ca thiên phú, một lối diễn xuất chững chạc, một nghệ sĩ kế thừa phong cách diễn xuất đẹp và thật của nghệ sĩ tiền phong Nam Châu. Ba diễn viên ăn khách nhất lúc bấy giờ là các nghệ sĩ Hữu Phước, Thành Được và Hùng Cường. Trong bộ ba này thì Thành Được có giọng ca truyền cảm, tuy kém hơn Hữu Phước một chút nhưng nhỉnh hơn Hùng Cường. Về sắc vóc thì Thành Được đẹp trai hơn Hữu Phước. Hai diễn viên có giọng ca vàng này đều nhỉnh hơn Hùng Cường về ca, diễn và có nhiều thuận lợi hơn vì được nhiều soạn giả tài danh đương thời cung ứng tuồng tích, giúp cho Hữu Phước và Thành Được nhiều cơ hội biểu dương tài ca diễn của mình. Cặp đôi Úc Bạch Lan và Thành Được. Từ đoàn Kim Thanh, Úc Trà Ôn tách ra, bà Kim Chưởng cũng lập gánh hát riêng, ký ngay hợp đồng với nghệ sĩ Úc Bạch Lan và nghệ sĩ Thành Được sau khi anh rời gánh Thúy Nga. Đoàn Kim Chưởng hồi đó nổi danh là anh hùng lưu diễn, vì đi đến sân bãi nào thì cỏ không thể mọc nổi do khán giả quá đông. Thành Được, Úc Bạch Lan được cái may mắn khi mới bước chân vào nghề hát đã được danh sư Kim Chưởng chỉ dạy. Khán giả lớn tuổi khó có thể quên cặp đôi này qua các vở tuồng Chưa Tắt Lửa Lòng, Bên Đồi Trăng Cũ, Thuyền Ra Cửa Biển, Áo Trắng Nàng Mộng Trinh, Nửa Bản Tình Ca, Người Đẹp Thành Bát Đa. Trong thời gian đó, đoàn hát Kim Chưởng thường đi hát ở các tỉnh Hậu Giang, ở miền Đông, miền Trung trong nhiều tháng liền, ít khi hát ở Sài Gòn. Đoàn này lại chuyên hát những tuồng loại hương xa, kiếm hiệp, trong khi đó thì khuynh hướng của khán giả Sài Gòn lại đang thích coi hát những vở tuồng xã hội. Thank you.
đoàn hát Thanh Minh chuyên hát những vở tuồng xã hội lại là một đoàn hát thường hát quanh quẩn ở các rạp Sài Gòn, nên phù hợp với ý muốn tiến thân của Úc Bạch Lan và Thành Được. Hai nghệ sĩ này cũng nói rõ nguyện vọng của mình, nên bà Kim Chưởng bằng lòng cho cả hai trả lại tiền contract đã ký với bà để Thành Được và Úc Bạch Lan về cộng tác với đoàn Thanh Minh của bà bầu thơ. Đoàn này lưu diễn miền Trung để tập vở tuồng Nửa đời hương phấn của Hà Triều Hoa Phượng. Năm 1961, vở tuồng Nửa đời hương phấn đã lập kỷ lục ăn khách. Thành Được nhờ thành công buổi ban đầu đó, sau này dễ dàng nổi tiếng thêm qua các tuồng Con gái chị Hằng, Tấm lòng của biển, Bọc biển, Chuyện tình 17, Tình xuân muôn tuổi, rồi 30 năm sau, Giấc mộng giữa hoàng lăng. Bắt đầu từ đây, ông nhanh chóng nổi lên trong làng sân khấu cải lương với biệt danh Ông vua không ngai. Ông là nghệ sĩ cải lương đầu tiên dám tậu xe hơi đời mới. Cũng chính ông làm rùng beng báo chí Sài Gòn khi vì mê coi đá bóng mà không đi theo xe đoàn hát lên Buôn Mê Thuột. Đến chiều coi đá bóng xong, ông thuê hẳn chiếc máy bay đưa lên Đắk Lắk cho kịp giờ hát. Trên sân khấu Kim Chưởng, đôi diễn viên tài sắc Thành Được Úc Bạch Lan yêu nhau, đưa đến cuộc hôn nhân có hôn thơ giá thú. Cô Phùng Há chủ hôn bên đàn trai, cô Kim Chưởng chủ hôn đàn gái. Đám cưới được tổ chức long trọng, hầu hết các ký giả kịch trường đều được mời tham dự. Báo chí đăng bài phóng sự lễ cưới và các giai thoại về cuộc tình Úc Bạch Lan, Thành Được, vì đây là lần đầu tiên trong giới nghệ sĩ cải lương có một cuộc hôn nhân có hôn thú đàng hoàng. Năm 1962, cặp nghệ sĩ tài danh Úc Bạch Lan, Thành Được lập đoàn hát mang bảng hiệu Thành Được Úc Bạch Lan. Đến năm 1967, Thành Được đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm với vai diễn tướng cướp Thi Đằng. Lúc này có một phóng viên hỏi vì sao lấy nghệ danh Thành Được, chất giọng của Thành Được mang hương vị ngọt hậu. Giọng thoại của ông nghe sang trọng, trí thức, nhờ đó mà những vai trong các tuồng xã hội, ông diễn rất đạt. Tuy vậy, tướng cướp Thi Đằng vẫn là vai độc đáo nhất, là đỉnh cao trong sự nghiệp ca diễn cải lương của Thành Được. Năm 1984, Thành Được đi lưu diễn tại Đức và định cư luôn tại đây. Ông sinh sống bằng nghề nhà hàng tại Đức. Năm 1995, ông sang Mỹ mở nhà hàng Thành Được tại thành phố Milwaukee của bang California. Sau nhiều năm sinh sống tại hải ngoại, ông cũng đã có dịp về nước và liên hệ với nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, mời đạo diễn Trần Ngọc Giàu làm đạo diễn chương trình Giả từ sân khấu của ông tại quê nhà. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe, chương trình đó đã không thể thực hiện và là niềm hối tiếc của số đông khán giả ngưỡng mộ tài năng của nghệ sĩ Thành Được. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé! Thiên thần và nghệ sĩ. Là kép hát lừng danh, Thành Được có vô số người hâm mộ nữ, trong đó có không ít mối tình. Thực tế, tấm lòng của sầu nữ Úc Bạch Lan đối với Thành Được thật phúc hậu, bao dung như thiên thần. Dù Thành Được mang đến cho bà bao khổ đau, Âu cũng là cái tính trăng hoa của ông vua không ngai một thời. Vào năm 1966, Úc Bạch Lan có mướn cô gái trẻ tên Trinh phụ giúp làm tuồng cho vợ chồng ông bà. Một ngày, Úc Bạch Lan phát hiện cô gái có chữa, cái bụng ngày một phình lớn lên. Úc Bạch Lan hy vọng thủ phạm là anh tài xế riêng của vợ chồng bà. Khi bà chất vấn, anh tài xế nói nếu cô Trinh nói anh là tác giả cái bào thai đó thì anh vui mừng xin cưới cô Trinh ngay. Nhưng rất tiếc, anh tài xế không phải là người ở trong tầm mắt yêu chuộng của cô gái có nhan sắc. Đêm đó, sau vạn hát, Úc Bạch Lan chất vấn chồng, Thành Được đành phải chịu thiệt. Cô gái tên Trinh không được tiếp tục ở lại với đoàn hát, nhưng đứa con của Thành Được thì bà Úc Bạch Lan nhận về nuôi nấng đàng hoàng. Trong thời gian cuộc sống vợ chồng, bà Úc Bạch Lan còn nhận thêm một đứa con rơi nữa của chồng về nuôi. Sau khi chia tay Thành Được, có hai người phụ nữ khác ở tỉnh lẻ mang con đến trả cho Thành Được. Bà Úc Bạch Lan cũng mở lòng nhận về nuôi thay cho người chồng phụ bạc. Người vợ Úc Bạch Lan với tấm lòng nhân hậu bao dung đã cố chịu đựng cố tật của chồng. Thế nhưng đến khi bóng dáng của nghệ sĩ tài danh Thanh Nga xuất hiện trong cuộc đời Thành Được thì chuyện tình Thành Được Úc Bạch Lan mới thật sự tan vỡ. Dù vậy, cuộc tình Thành Được Úc Bạch Lan đã để lại cho đời nhiều vai diễn hay, nhiều bài ca cổ bất hủ cùng năm tháng. Qua một vòng đời nghiệt ngã, sau năm 1975, bà hội ngộ với Thành Được qua vai vợ chồng ông Bảy Đần trong vở Người Ven Đô. Khi bước lên sân khấu, Thành Được xúc động nói một câu ngoài kịch bản. Bà ngồi xuống đi rồi nghe tôi nói, bà sống với tôi bao nhiêu năm qua, bà chưa được hưởng một ngày hạnh phúc, tôi đã làm khổ bà nhiều quá phải không? Lúc ấy, bỗng dưng Úc Bạch Lan khóc thật, khóc nhiều dù cảnh ấy không có trong kịch bản. Tình duyên đào kép thường đến rồi đi, sum vầy đó rồi lại chia biệt đó, không thể đổ lỗi do ai, vì ai mà chỉ nên xét về mặt hiệu quả của nghề hát.
cuộc tình thành được, Úc Bạch Lan đã để lại cho đời nhiều vai diễn hay, nhiều bài ca cổ bất hủ cùng năm tháng, bởi trong lời ca dạt dào tình cảm có phần đời của chính họ. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé.